thế hả? 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 Phải nha. Mở đầu video sáng hôm nay mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì sáng hôm nay mình đang có mặt ở một cái tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, là hội quán Hưng quán Thánh Tự, hay còn gọi là chùa của thầy Sáu ở trong phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên ở Bình Dương. Quán Hưng Thánh Tự trước ngoài cổng là có một cái chậu sen đại diện cho hội quán Hưng Thánh Tự này, chậu sen. Ở bên tay trái là cái cổng vô trong chùa. Hội quán này hay còn gọi là chùa thầy Sáu. Ở trong chùa này có cả bốc thuốc nam, đây có rất nhiều người bốc thuốc ra về. Chùa này hướng từ ngã tư Bình Chuẩn đi thẳng vào Tân Phước Khánh, nằm bên tay trái tới gần chợ Tân Phước Khánh luôn. Sáng nay có rất nhiều người đi vào hút hút đây, xe đổ rất nhiều. Có nhiều bà con tới hút thuốc trị bệnh rồi mình đã đi về đây. Ở trong sân chùa có cây hà la trái rất nhiều, trái như trái giống như trái mành lớn, rất nhiều trái. Đây là có nhiều bà con tới hút thuốc. Bên tay trái của chùa là phòng chỗ em mạch hút thuốc, rất đông bà con tới. Đây là cái bảng hiệu của phòng chuẩn trị học cổ truyền Phước Thiện Hưng Thánh Tự. Rất là nhiều than thuốc này. Chị bà Nguyễn Thập Phương 57 tuổi, là phố của bà Nguyễn Thị Lé 48 tuổi, là cha được tốt. Đây là về Phúc Nam nha quý anh chị. Nếu như có bệnh không muốn uống thuốc Tây Y thì chuyển qua Phúc Nam, thì bà con có thể vô chùa thầy Sáu ở chợ Tân Phước Khánh.
À, đến giữa chùa là hình tượng Phật Quan Thế Âm. Bà con tới chùa phụ giúp làm hút nam. Đây là như cây này nó mọc ở ngoài ruộng, ngoài gò đất rất nhiều. Đây. Đây là cây gì quên rồi. Ủa cái cây này là cây gì tên gì anh? Họ xước. À, cái cây này mọc có ruộng nhiều. Cây này anh nó là cây cỏ xước nè, mọc với ruộng rất nhiều. Có cái này nó xước vô rồi. Bông của nó nè. Cây này quầy ruộng nó mọc rất nhiều lắm quý anh chị. Quầy đường rồi á, mọc ở trên đất kiểu khô khô cằn nóng luôn rồi. Đây là do bà con họ tới. Cái này nó mọc ở quầy đường rồi nhiều lắm. Nhiều bà con tới chùa phụ giúp làm hút nam. Có xước. Còn cây này là cây gì đó? Cây này giống cây mía không phải không chị? Dạ, mía chú ơi. Mía lau hay là mía gì đây? Mía lau. Cây này là mía lau. Này là mình chỉ làm thuốc thôi chứ này là nó đâu có nước gì ha. Này nó như khô mà nhìn giống cái mía mình ăn. Mấy bà chị tới đây phụ giúp chùa không vậy? Dạ. Này là tới phụ giúp chùa không? Dạ, không quả. Không quả, chùa. Mình chặt ra mình phải phơi nữa chứ, để về chắc nó đâu được không? Dạ. Phơi khô. Phơi thì sang phụ nó chả hết rồi. Nhìn giống như cái mía mình ăn ha. Mà sao? Sao nhỏ quá à? Tại vì cây nhỏ, nó nhỏ. Ăn thử hồi nãy nó ngọt sớt á. Hồi nãy ăn thử. Cây cái lá gì như này cũng trị nhiều bệnh lắm nè. Cái lá này đó nhà em có nè. Lá này kêu lá mắc lòi. Nhà em nhóc luôn. Có con nè. Mắc lòi nè. Rồi
thì chị làm vậy ngày nào chị cũng tới hả chị? Rảnh thì tới rồi, chứ mà chủ nhật tới rồi, chủ nhật bữa nào ở không nghỉ, bữa nào không vô làm công ty thì đợi. À, còn nữa, ngày thường làm công ty hả? Ngày thường làm công ty. Làm công ty ngày thường, còn ngày chủ nhật thứ bảy phải phải lên phụ chùa. Đây có hai mẹ con tới thắp nhang cho Phật bà. Chủ đạo màu vàng cam, ở trên này cho màu vàng, những cái khung cửa màu nâu cam. Cô chị đang cắt vỏ cam. Này cái vỏ này như vỏ bưởi phải không chị? Mình cắt mình trộn vô thuốc nam á ha. Này chị đến là còn làm công quả ha. À, mới bốc thuốc hả? Chị tới bốc thuốc rồi xong chị thấy chị làm phụ chưa giúp. Đây là chính điện chùa nha quý anh chị. Bên tay phải có một cái chuông văn chung hạnh phiền não kinh trí tuệ tường bồ đời sinh 2010. Quốc Nam phát cho bà con đại sản trên bàn. Giờ đã 10 giờ mấy mà có rất nhiều bà con tới chùa hấp phúc. Video mình đến đây mình xin tạm dừng, hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn video sau.
anh chị và cô chú có thấy yêu quý video của mình thì hãy cho mình một đăng ký, một like, share. Cảm ơn.